Hello, xin chào quý anh chị và các bạn á. Chào mừng các bạn quay lại với channel Chợ Bình Dương 24 giờ nha mọi người. Thì hôm nay mình lại cập nhật lô xe cũ cho anh chị và các bạn ha. Lô xe mới về nha mọi người, đầu tuần luôn. Số lượng rất là nhiều, từ Vision nè, AB nè, cho tới SH cao nè, ẹt nè. Các bạn nào mình muốn mua những cái dòng nào á, thì mình chịu khó mình liên hệ qua địa chỉ là 343 đường Lý Thường Kiệt, Dĩ An, Bình Dương á. Số điện thoại là 0926 234 345 nha mọi người. Thì bây giờ mình sẽ gặp anh Hưng để mà giới thiệu chi tiết cho mọi người ha. Mọi người chịu khó mọi người xem kỹ giùm em ha. Ở đây thì mua xe trả góp là không cần trả trước nha mọi người. Sang tên thì toàn quốc ha, có ship xe nữa ha. Rồi, thì bây giờ mình với anh Hưng sẽ giới thiệu cho mọi người nha. Hello, chào cả nhà nhá. Bên mình có các dòng xe tay ga trung bình thôi, đúng không? Có AB này, Lead này, Vision này. Nó SH cao con. Nó hầu bên mình AB thôi. AB Vision nhiều thôi. Đó. Dạ, còn xe số thì có mấy con OIA cũng nhá. Thì bữa nay có hai Vision mới về này. Đây là con Vision 219. Đó, màu trắng đỏ. Con cửa hàng bán ra với giá là 27 triệu 500 này. Đó, Vision Ngọc Trinh, trắng Ngọc Trinh nhá. Đó, và đây là con 219. 27 triệu à? 27 triệu 500. Đây là có smart cây nha mọi người, chú ý nha. Đó, xe cũ nhưng mà đời cao nha. Anh em mình cứ tham khảo ha. Cũng có nhiều chỗ nó bán lắm, tùy theo dòng xe và tùy chất xe mà người ta sẽ bán với giá khác nhau ha. Rồi, còn đây là con Vision biển thành phố này. Có giấy ký cũ này, màu trắng luôn này. 215. Đó, biển thành phố mình bán với giá 19 triệu nhá. Đó, các bạn thấy 26. Trên là đông. Chỉ cần khác đời cái là giá nó không khác nhau. Đó, nhiều lắm ha. Đây xe 216 này, đúng không? 216 chỉ có chìa á. Mình bán 19 triệu này. Đó. 19 triệu thì mua xe là không cần trả trước luôn. Không cần trả trước luôn. Bao nhiêu, trả bao nhiêu tiền là ship xe anh? Nói chung trả tầm bên mình hàng mình tầm 2 triệu đến 3 triệu là ship xe. 2 đến 3 triệu là ship xe. Rồi ok. Đó. Rồi sẵn còn Vision kia quay luôn Vision. Đây là con Vision màu đỏ này, đỏ mận này, đúng không? Cái này gọi đỏ đô. 219 và hàng bán ra với giá là 27 triệu 500. Nói chung đây một đời á, màu gì cũng vậy. Một đời á, là một giá một, không có chênh lệch màu, đúng không? Biển đâu hả? Đây là biển số 71, đúng không? Đây 71, mình bán 27 triệu 500. Đây là bên mình còn 29 thôi. Màu xanh nhớt này. Đó, một cặp này mình bán hết. Gói mâm đôi. Con này giá nhiêu anh? Cũng bán 27 triệu 500 hết. 27 triệu 500. Hai bên mình còn 29, 19 hết rồi. Đó. Cái con này đẹp này, con bọc keo nguyên con này. Cái này là có smart cây nha, anh em lưu ý nha. Có smart cây, remote đủ hai cái này. Nguyên đồ bộ. Tại vì bây giờ Vision mới ra có những con mua chỉ là 4 mấy triệu rồi. 47 mình triệu. Cứ tham khảo ha. Đó. Tham khảo được thì mình táo mua. Tại vì mua này thì nó cũng chẳng khác gì những cái đời kia đâu. Đó, cái này nó đẹp lắm. Cái này mà ở chạy 9.000 là bọc keo nguyên con này. Đó. Mình bán cho 27 triệu 500 này. Đây còn một con Lead này cuối cùng này. Màu đen này mình bán cho 19 triệu 500 này, 24. Đó. Lead 24 mình bán rẻ như Vision luôn. Màu đen. Rồi, còn lâu lâu mình về con này này. AB, lâu lâu đen nhám. AB màu đen này mọi người. 215. Thì dòng này ít khi có lắm. Lâu lâu nó mới có nha. Lâu dòng này chạy cực sướng nha mọi người. Con này biển số 68 á. 68 Kiên Giang. Mua góp thì không cần phải đưa trước đồng nào. Cái này cũng cần trả trước. Bên mình cũng cần trả trước. Dưới 40 triệu cũng cần trả trước. Đúng không? Đó, 22 triệu 600 à. Đây là màu đen nhám, mình bán cho 22 triệu 600. Rồi. Em Sơn 3D. Em Sơn 3D. Biển số 89. Mình đang rút hồ sơ. Con này mình bao hồ sơ cho 21 triệu 500 này. 21 triệu 500 à? Đúng rồi, bao hồ sơ luôn. Bao hồ sơ về anh em tự ra tên. Xe bên hàng bao đẹp keng hết. Đó. Giá nhiêu anh? Con này mình bán cho 21 triệu 500. Rồi, bao hồ sơ. Ok, lên cái đời mà AB mẫu nhỏ này mọi người. AB mẫu đèn led màu nhỏ này. Đây bên mình còn 29 hết rồi. AB cũng 29 hết. Không, 27 hết rồi. Mình thấy mọi người hỏi khá nhiều về những dòng này ha. Dòng này mẫu phiên bản 12, 18, 19 thôi. Biển số 63. Đây là 63, 29. Mình bán cho 32 triệu này. 32 triệu. Đúng rồi. Rồi, diễn qua con này biển số 61, 29 luôn. 29 luôn. Mình cũng bán 32 triệu này. 32 triệu nha mọi người. 32 triệu. Những con này thì mọi người mua thì cứ... Mình chỉ cần mang chứng minh hoặc căn cước là được rồi. Chứng minh căn cước rồi. Còn đây là ba con đen nhám. 218 phiên bản kỷ niệm 10 năm hết. Đó. Con đen nhám này biển số 67 đúng không? 67. Mình bán cho 32 triệu này. 32 triệu. Đó, con này ông 7 này. Là kỷ niệm 10 năm bán 32 triệu này. Còn con này mới về mình mới dắt vào này. Xe 18 màu xám 3D này. Màu này cũng hiếm này. Thỉnh thoảng về kiếm được đôi con đó. Đó. Màu xám lông chuột là xám 3D này. Con này 28 chỉ có chìa. Mình bán cho 27 triệu 900 này. 27 triệu 900. Đó, 28 nhá. Còn cái này 27 màu đen nhám mình bán cho 27 triệu 500 này. Rồi, ok. Đó. Chỉ vào bên trong. À, con này nãy giá nó chưa bán rồi đúng không? Con này hả? Con này không, con này không bán để xe nhà đi thôi. Xe nhà đi rồi. Xe sướng quá đi thôi. Trong này là biển số 82 chủ phố Pleiku này. Đó, màu trắng xám. Đó, màu trắng xám mình bán cho 21 triệu này. 21 triệu. 21 triệu. Rồi. Còn đây là con SH214. SH cao. SH cao 214 này. 150. Mình bán cho 59 triệu. Con 800. Con này bọc keo nguyên con nha. Keo bọc nguyên con luôn. Đó, 59 triệu 900 à? 900. Ở đây có hàng nẹt đây. Xe này bọc keo nguyên con luôn nhá, đẹp lắm, bao lâu. Mọi người tới tham khảo á. Tại vì lâu lâu mới có những cái hàng như thế này nè. Thì các bạn nào mình thấy hợp lý thì mình hợp lý. Cái này về anh chị em nào mà lên bộ dàn áo Ý thì đẹp này. À, mình có đời này lên áo Ý thì tuyệt vời rồi. Tuyệt vời rồi. Rồi. Đây là con này ẹc Bình Minh này. 219 này. Mình bán cho 32 triệu này. Đó. Mình giảm 30 triệu là 32 triệu 600. Mình giảm cho 1 triệu luôn. Còn 31 triệu 500 này. Đó. 31 triệu 500. Đó. Ẹc bưởi 31 triệu thôi 29 này. Rồi. Còn đây là biển Sơn 3D 2020. Mình bán cho 31 triệu luôn này. Đó. Có mình giảm chút thôi không? 31 triệu luôn thôi. Rồi, qua bên này. Bên này còn mấy con thôi, trong kia là bán hết rồi. Đây là con này Bê Bò 14 triệu 500 212. Biển 60 Đồng Nai. 14 triệu 500 à? 14 triệu 500. Rồi, tiếp tục mẫu AB. AB này thì còn một con 19 triệu này, 23 này, biển 71 này. Biển 71 mình bán 19 triệu. 19 triệu. Đó. Còn đây con AB211 đập xi này, lên đầu đèn thái. Mình bán cho 19 triệu này. À, ok. Đó, con này mình bán có 8 triệu này. Click bao nhiêu? Click có 8 triệu. À, clip này 8 triệu à? 8 triệu. Đó. Các bạn nào muốn mua xe đi làm con này đi cực sướng nha. Đó. Dòng của Honda mà. Con xe số à? À, xe số con Sirius này này. Sirius này là 27 đăng ký 28, mình bán cho 13 triệu này. Xe đẹp luôn, cốt trước chưa mở đâu nhá. Vỏ trước của sau còn nguyên luôn. Như xe mới á. Xe cọp bao cọp luôn. Rồi. Đó thì mình vừa lướt qua cho anh chị và các bạn một số dòng xe tại đây. Các bạn nào mình muốn mua con nào thì chịu khó mình liên hệ tới địa chỉ là 343 đường Lý Thường Kiệt, Dĩ An, Bình Dương nha. Chị ơi, cũng chịu khó quay biển số mình cái con nào Zalo mình gửi chi tiết cho. Đúng không? Này á, biển số 66. Con này thì nãy nói nhiêu ta? 27 triệu 500. 27 triệu 500 này, 66 này. Con này 218 này. Xanh 3D, Tâm Sơn 3D này. Mình bán cho 28 triệu 500 này. Chỉ có chìa này. Màu đen nữa. Màu đen nhám là phiên bản 62 kỷ niệm 10 năm mình bán 32 triệu này. 67 mình bán 32 triệu này. Phiên bản kỷ niệm này. Rồi, màu xanh. Màu xanh này là mình số 1 này. Là mình cũng bán cho 32 triệu này. 219. Rồi. Con này mình số 3 có vẻ màu đỏ. 219 mình bán cho 32 triệu. Con này là rút hồ sơ. Mình bán 21 triệu. Rồi. 68 này là màu đen nhám. 215 mình bán cho 22 triệu 600. Còn lít này là mình bán cho 19 triệu. Rồi, Vision. Còn Vision một loạt đây là 29 mình bán 27 triệu hết. Đó, 27 này, có sơn số 94 và 71 ha. Ừ. Đó. Còn đây là con đây là AB82. Biển số 82, thành phố Pleiku. Mình bán cho 21 triệu này. 21 triệu. Đây là 93L1 SH cao 150 nhá, 24. Giá nhiêu? Mình bán đến 59 triệu 900 này. 9 triệu 900. Có giảm nhá. Đây là 219 biển số 70. Mình bán cho 31 triệu này. Rồi. Hai con luôn, con nào cũng vậy. Con này 2020 mình bán cho 31 triệu hết. Rồi. Thì đó, mình vừa lướt qua cho anh chị và các bạn một số dòng xe tại đó đó. Các bạn nào mua thì mình đến đúng cửa hàng nha. 343 đường Lý Thường Kiệt, Dĩ An, Bình Dương nha mọi người. Số điện thoại là 0926 234 345 nha mọi người. Đó. Rồi, ok, chào mọi người ha.